Mở kiểu gì? Mở kiểu gì bây giờ? Hả em? Gọi chị á? Chị chưa thể cầu cứu được. Ừ. Chị không biết mở, chị không cầu cứu được. Đấy, ngã đấy. Sợ ông. Trời ơi. Thật là đáng sợ chưa? Cười. Bye bye đi. Đóng cửa lại. Ôi kẹp tay á con.